Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện Quý vị và các bạn thân mến Trong một video cách đây khá là lâu rồi Đình Duy cũng gửi tới quý vị khán thính giả Những câu chuyện về những đóa hoa phía sau song sắt Tức là những người phụ nữ Và những số phận của những người phụ nữ Phía sau song sắt nhà tù Ngày hôm nay thì Đình Duy cũng sẽ gửi tới quý vị khán thính giả Một vài câu chuyện Về những bóng hồng Phía sau song sắt Qua ghi chép của tác giả Nguyễn Đình Tú. Rất mong quý vị khán giả chúng ta tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ nghiện truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh. Sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của các audio truyện phát hành trên kênh và cho Đình Duy một like. Để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết từng câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Có lẽ trong số tất cả những phạm nhân nữ mà tôi đã gặp, thì Luyến là người khó mở lời nhất khi phải kể về mình. Luyến chưa đầy 30 tuổi, nhưng già nua và ốm yếu như một người đã bước sang tuổi 50. Lúc đầu khi xem hồ sơ về Luyến, tôi chú ý đến tội danh của người phụ nữ này là giết người. Nhưng lật dở vài trang thì tôi bàng hoàng kinh hãi bởi người bị hại của vụ án chẳng phải ai khác mà chính là đứa con gái do luyến dứt ruột đẻ ra câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tôi là luyến giết người vì điều gì tình ứ không phải luyến không lăng nhăng với ai cả đứa con đó là của hai vợ chồng luyến vì tiền ứ cũng không phải làm sao lại có thể đang tâm giết đứa con đẻ của mình chỉ vì tiền được vậy phải xem mối quan hệ giữa luyến và chồng như thế nào cũng như phải tìm hiểu liệu sự nghèo đói của gia đình Luyến có khiến Luyến phải quay cuồng vì đồng tiền mà ra tay với con không? Cả hai vợ chồng Luyến đều là dân quê, học hành dăm ba chữ rồi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Gia đình vô cùng nhau nhóc. Bước qua tuổi 27, Luyến đã có tới năm đứa con. Chồng Luyến không hài lòng với ngũ long công chúa, nên nhất quyết muốn có thêm một hoàng tử nữa thì mới chịu cũng vì mong có đứa con trai mà luyến bắt đầu mê tín tìm đến các thầy bà trong vùng để tìm điểm tựa tâm linh cho việc sinh đứa con thứ sáu người mà luyến gửi chọn niềm tin dốc lòng thờ phụng để mong nhận được hoàng ân của các thánh chính là mụ nết gù ở xóm dưới luyến đã chứng kiến nhiều lần mụ nết chỉ mặt các quan khách đến xem bói phán những câu giận người và theo mụ nết cũng như những người vẫn quanh quẩn hầu cận bên mụ thì lời mụ đã phán ra chỉ có đúng chết người mụ nết có một cái điện nhỏ trong nhà ai đến xem bói cứ cắm nén nhang đặt lá trầu quả cau cùng tiền lên đó rồi quay ra nghe mụ cầm lá trầu quả cau đó đọc vanh vách những quá khứ vị lai của khách sau đó sống chết làm theo những lời khuyên bảo của mụ luyến đến nhiều lần nhưng lần nào cũng hết giờ chỉ được nghe mụ luyến xem cho người khác chứ chưa đến lượt mình có tâm thì trước sau thánh cũng độ phải đến lần thứ năm thứ sáu gì đó thì luyến mới được mụ nết xem cho vừa cầm lá trầu lên mụ nết đã bảo đẻ một bề như thế có sướng không cách nhà thánh có bao xa mà mãi đến hôm nay mới qua hầu luyến còn đang toát mồ hôi hột thì mộ nết lại chỉ vào lá trầu và bảo có quý tử đang theo đây này nhưng không biết đường mà rước cậu vào nhà thôi thế năm nay đã muốn đón cậu chưa luyến lập bập hỏi lại sao sao có biết con đến cầu chuyện con cái ạ à? mộ nết nhai trầu bòm bèm nói thì nó hiện cả lên trên lá trầu đây lóc nhóc một đàn con gái đứa nào đứa đấy như mà đói vậy không xin cậu về cậu phù hộ cho mà làm ăn thì dã họng cả nhà Thế có đúng là xin độc con không? Hay là muốn kêu nhà thánh việc gì? Luyến vội phần bùa. Đúng là con muốn có đứa con trai cho nhà con nếp có tẻ ạ. Nhưng ngặt nỗi một nếp phẩy tay. Biết rồi. Được ngay không đi cứ la vào bụi rậm thì làm gì có thằng cu được. Mà số nhà chị là có con trai. Thôi được rồi. Cứ nàng đến đây hầu thánh. Khi nào thánh bảo có con trai xin vào cửa thì về vợ chồng bảo nhau mà sinh hoạt nhá. Thế là luyến thành con nhang đệ tử nhà mụ nết. Ngày ra mùng một nào cũng đến trước điện nhà mụ xì sụp khấn vái. Nhưng mụ toàn bảo, chưa được. Cậu chưa về, chờ trước cửa, cấm có ấy, rồi lại ra cái hiểm đấy. Thánh bảo, chớ có sai đâu. Qua lại, hầu hạ trước cửa nhà thánh mãi. Cuối cùng mụ nết mới tiết lộ thiên cơ cho luyến biết là phải làm chuyện ấy vào tháng 7 Tháng ấy cậu chờ cửa để vào, vợ chồng nhất định phải cho cậu vào, cấm có được làm khác. Khi ấy mới là tháng 2, luyến về nhà thuyết phục chồng nín nhịn. Cũng may, chồng luyến vào núi làm thuê, có khi 2-3 tháng mới về, nên vợ chồng cũng không đến mức háo nhau lắm. Nhưng rồi lần ấy chồng thái hết việc, chưa tìm được chỗ mới. Về năm dài ở nhà cả tuần. Mỗi lần lên giường nằm cạnh vợ là chồng luyến lại đòi làm đứa nữa. Lần này nhất định là dai. Đôi ba lần luyến chủ quan khi tính nhầm về chu kỳ an toàn nên chiều chồng. Sau khi chồng luyến vào núi làm lại được hơn một tháng thì luyến thấy trong người có dấu hiệu khác thường. Với kinh nghiệm năm lần chưa đẻ luyến biết là mình đã mang thai. Luyến bội chạy đến mụ nết kêu cứu. Mụ nết bảo đó là cái con yêu nghiệt nó chui vào cửa nhà chị phải đuổi nó ra ngay không thì tán ra bại sản đuổi bằng cách nào luyến hốt hoảng hỏi lại bằng cách nào thì đó là chuyện của nhà chị thánh không xui chị giết con nghe chưa thánh chỉ nói có vậy thôi tuy chị lo liệu mụn hít bảo luyến nghe người này người kia thì thầm xui bảo hết đi cắt thuốc bắc lại bó bụng hết vật mình vật mẩy lại uống thuốc tây đủ cả nhưng cái thai vẫn không ra, ngược lại nó ngày càng khỏe mạnh và lớn dần lên trong bụng. Chồng luyến biết việc vợ mang thai, tỏ ra vui mừng và hồi hộp, chờ đợi đứa con thứ sáu ra đời, xem nó là trai hay gái. Chuyện đã đến nước này thì luyến đành đề đẻ, chỉ ngày đêm tàu mong cho đứa bé ra đời là con trai, như ước nguyện của cả hai vợ chồng. Nhưng như một nết nói, thánh phán cấm có sai luyến lại sinh ra một đứa con gái nữa Trong luyến buồn một thời gian rồi như những đứa con trước khi nó lớn lên khỏe mạnh xinh xắn thì anh ta cũng nguôi ngoai lại đi đi về về lên núi phá đá thuê kiếm tiền nuôi con khi đứa bé được gần 2 tuổi lẫm chẫm biết đi thì trông luyến bị mò đá sập đè chết mất lao động chính trong nhà cái ăn cái mặc cứ thiếu hụt mãi. Nửa năm sau, đứa con thứ ba của Luyến đi bắt cá ngoài sông, lại bị chết đuối. Cuộc sống túng quẫn, cộng với một năm liên tiếp xảy ra hai cái tang trong nhà, làm Luyến mê muội tự đổ lỗi cho bản thân. Lao đến nhà mộ nết, cầu thánh cứu giúp. Mộ nết bảo, thánh nói rồi, nhà chị không nghe thì biết làm sao. Cái con yêu nghiệt ấy, nó đã vào nhà chị rồi, thì nó phá khiếp lắm, vẫn chưa xong với nó đâu nó còn làm nhà chị phát điên phát cuồng lên mà đi ăn xin ăn mày sống đường chết chợ nữa cơ luyến hoàng hồn hỏi mụ xem có cách nào kêu thánh rủ lòng thương mà trừ được kiếp nạn đi không mụ nết lắc đầu thở ra những câu ngao ngán ai người ta đổ cả núi tiền ra mà giải hạn còn chưa chắc đã qua nhà chị đến cái áo mới còn không có thì biết dâng thánh cái gì mà xin giải hạn Luyến nói liệu làm mâm cơm đơn giản cũng có được không Mộ nết bĩu môi cái con yêu nghiệt ấy đến thầy phù thủy cao tay nhất nước này cũng trả đuổi được thánh đã báo cho chị biết trước rồi chị không nghe giờ thánh dần chị có dâng cả máu của chị thánh cũng trả nhận tự chị phải đuổi nó đi thôi đuổi bằng cách nào cho người ta nuôi chăng luyến cứ lại mụ nết như thế sao hỏi mụ vậy nhưng mụ thùng thẳng tùy nhà chị cái này nhà Thánh trả giúp được chị. Chị chịu khó qua lại đây hầu. Khi nào Thánh chỉ đường cho chị đi, thì Thánh mới mượn cái miệng của tôi truyền cho chị biết. Còn bây giờ chị thấy đấy, xin quẻ Thánh toàn nằm mặt giận úp dấp cả hai mặt hào, thì tôi biết giúp chị thế nào. Luyến cứ nghe những lời ấy của mộ nết, thành tín, trở nên thù ghét đứa con bé nhất nhà. Đã thế con bé lại lớn lên, khỏe mạnh, cứng cỏi, tỏ ra khôn ngoan hơn những đứa trước có lần luyến đưa nó vào núi vứt nó ở lại đấy nhưng nó vẫn theo về nhà được nó linh cảm thấy điều gì đấy nên không chịu rời luyến và các chị nó nửa bước nhiều lần luyến đã tính đưa nó đi đâu đó rồi bỏ nó lại ai nhặt được thì đem về nuôi nhưng luyến biết đi đâu ra khỏi cái xóm nghèo này ngoài việc lên núi nhưng chị đã không bỏ rơi đứa bé ở đâu đó mà đỡ đang tâm giết hại đứa con chị là sao tôi hỏi luyến em cũng không biết nữa cán bộ à cái lần bỏ nó trong núi nó về được nhà nó nói bi bô con xin lỗi mẹ con có lỗi mẹ đánh mẹ đừng bỏ con vào trong núi nghe mà thương đứt ruột nếu cuộc sống không quá túng quẫn chắc em cũng không nghĩ đến chuyện con em là ma hay người đâu lần ấy em ra ngồi giặt bên bờ sông con bé đứng cạnh em đang giặt thì có người đến réo em đòi nợ em không có tiền trả họ chửi em họ rúi đầu em xuống mà xì vả đến khi họ đi rồi Em thấy hận đời quá và em chút cái hận đấy lên đứa con em. Chị đã... Em đã đẩy nó xuống sông trong lúc nó chơi với. Thì em ôm chậu quần áo chạy về. Chạy lên đến dốc đê thì em gặp đứa con đầu của em đang đứng đó nhìn em bằng đôi mắt lạ lắm. Chính đôi mắt ấy đã tố cáo chị là kẻ giết người và chị phải vào trại giam này để trả giá cho việc mình làm. Vâng, năm ngoái nó cũng lên đây thăm em nó bảo nó vào núi Bắc Đá lấy tiền nuôi các em và thăm nuôi mẹ đi tù. Nhưng khi nào mẹ ra trại, nó sẽ bỏ đi. Nó hận em lắm cán bộ ơi. Luyến khóc. Khóc suốt câu chuyện kể với tôi. Mà chắc Luyến cũng đã khóc nhiều ngày, nhiều tháng trước đó nữa. Những giọt nước mắt ấy, liệu có gột rửa được lưng tâm mù lòa trong người phụ nữ này hay không? Chúng ta vừa nghe hết câu chuyện về một nữ tù tên là Luyến với một lương tâm mù loà sau đây là câu chuyện thứ hai về người phụ nữ có dòng máu lai pháp nhưng tính tình côn đồ một nữ phạm nhân nữa khiến tôi không thôi ám ảnh khi gặp chị ấy là thái biệt hiệu thái lai với câu nói cờ miệng chồng em nói cấm có sai em chỉ chết vì cái tính bao đồng thôi cán bộ ạ Thái có lai tây hay không thì chính chị ta cũng không dám chắc. Vì Thái bảo, nghe nói hình như cụ nội chị là lính viễn trinh Pháp, ông nội chị là con lai, nhưng lâu đời quá rồi, nên Thái cũng trả thiết tìm hiểu. Tôi thì tôi tin là có dòng máu Âu Châu chảy trong con người chị. Bởi chị có một khổ người to lớn, da trắng hồng, mắt màu xám trì, mũi cao và hơi lõ. Thái đã bước qua tuổi 40 từ lâu, nhưng trông còn rất khỏe mạnh dáng đi lần lững như gấu giọng nói khàn khàn liên tục hỏi xin cán bộ cho em xin điếu thuốc tiếp xúc với thái cảm nhận rõ đây là một người phụ nữ phổi bò thẳng tính và dễ bị kích động phụ nữ mà ưa bạo lực thích đánh nhau thì quả là rất dễ mất thiện cảm trong con mắt của người đời khi xem hồ sơ của thái tôi đã tò mò với một lý lịch tư pháp khá kỳ quặc Trước khi vào trại nhận án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích lần này, Thái đã từng có tới cả chục tiền sự và một tiền án nhưng cho hưởng án treo trước đó. Tiền sự của Thái chủ yếu là gây gổ đánh nhau, gây mất trật tự trị an đường phố và cụm dân cư nơi Thái sinh sống. Điều đáng kinh ngạc nữa là từ thời phổ thông, Thái đã từng bị đuổi học vì đánh bạn trai vỡ đầu. Tôi hỏi Thái, sao chỉ thích đánh nhau vậy? Thái thanh minh Đâu có, tại mọi người cứ trêu ngươi em đấy chứ. Em chưa bao giờ ra tay đánh ai trước, em thề đấy. Thế cậu bạn trai cùng lớp ngày xưa đã trêu ngươi gì Thái, mà chỉ đánh người ta vỡ đầu đến nỗi phải bị đuổi học. Thái ớ người ra, vì không ngờ tôi lại nắm rõ quá khứ của chị ta đến thế. Sau một hồi nhớ lại, Thái kể. Cái thằng đó, nó ngứa mắt lắm cán bộ ạ. Nó chuyên lấy cặp sách của bạn bè trong lớp mang đi giấu ngoài bụi cây rồi lấy vật nhọn để dưới chỗ ngồi của mọi người khi cả lớp đứng lên chào cô giáo rồi dán những hình ảnh rất bậy lên sau áo của các bạn những chuyện đó em trò qua hết nhưng ở lớp em có một con bé bị bệnh tim hôm ấy thằng đó mang con sâu to như ngón tay út gói vào trong cái hộp bảo với con bé bệnh tim rằng có người nhờ nó truyền tặng tận tay con bé tưởng thật hồi hộp mở ra khi nhìn thấy con sâu ngoe nguẩy đã ngã lăn ra ngất xỉu Em đang ngồi ở bàn dưới cùng, nhìn thấy con bé hét lên rồi ôm ngực cục xuống. Đã thấy thằng kia còn đứng ở góc lớp cười sung sướng, em lao lên túm ngực nó, trời nó là tôi. Nó túm tóc em ghì xuống, em lên gối cho nó mấy phát, nó dám đánh lại em. Em cầm nửa viên gạch chỉ dùng để chặn cửa lớp, táng cho nó một phát vào đầu. Nó ôm đầu máu chạy lên ba giám hiệu, báo cáo các thầy cô. Các cô đưa nó đi viện, khâu mấy mũi gì đó. Một tuần sau thì nhà trường ra quyết định đuổi học em. Thực sự thì em cũng chả học được nữa. Em nghỉ học từ đó luôn. Lao lên đánh con trai như thế. Thái không sợ à? Sợ gì? Thì họ là con trai. Họ khỏe hơn mình. Ôi, em chấp mấy thằng chúng nó một lúc ấy chứ. Thái có võ à? Vâng. Thái học võ ở đâu? Học của bố em. Bố em rất giỏi võ. Ông không có con trai. Chỉ có bốn cô con gái thôi. Em lên ba tuổi đã bị ông bắt ra đứng đấm bao cát rồi. Thế sao không đánh cảnh cáo các bạn thôi? cầm gạch đập vỡ đầu bạn ra thế nhớ bạn chết thì sao thì em không ra tay thế chúng nó không sợ đâu cái bọn vỡ vẩn đấy cứ phải đập vỡ mặt ra mới được cán bộ ạ à. nói chuyện với thái vừa buồn cười vừa kinh ngạc lại có chút gì đó thú vị nhà thái ở ngay cổng một trường đại học sư phạm sau khi bị đuổi học thái về nhà mở quán bán giải khát tuy không được học hành nữa nhưng thái rất ngưỡng mộ những anh chàng sinh viên bước ra từ cổng trường đại học đối diện trước cửa nhà to lớn, phồng phao trước tuổi, nên Thái được nhiều anh ve vãn. Tưởng rằng với tính cách mạnh mẽ như thế, Thái phải lấy một anh đầu bò đầu biếu nào đấy cho tương xứng. Nhưng chồng Thái lại là một cử nhân sư phạm toán, rất chỉn chu và hiền lành. Tôi bảo, mấy anh thầy giáo trói gà không chặt mà cũng dám đến tán tình chị à? Thái cười, cất giọng khan khàn kể. Chồng em chả dám tán em đâu, anh ấy là sinh viên đại học, nhưng lúc đầu mới gặp em, anh ấy còn gọi em là chị hôm ấy em thấy anh ấy cứ ngồi lì trong quán em không chịu ra về anh ăn đủ thứ linh tinh ở quán em mắt cứ nhìn ra cuối phố như chờ đợi một cái gì đấy đến tối anh ấy vẫn không dám về em hỏi mãi anh ấy mới nói là bị một đám thanh niên bắt nạt nguyên nhân rất đơn giản là anh ấy đụng xe đạp vào chúng nó đã xin lỗi rồi nhưng chúng nó cứ đòi phạt và chúng nó đang đứng ở đầu phố để chờ anh ấy đi qua sẽ xử lý em hỏi là thế anh tình ở đây mãi à anh ấy bảo nhà anh ở dưới huyện, anh đã nhờ người về nhắn với gia đình rồi, chắc tí nữa gia đình sẽ cho người lên để đưa anh ấy về. Thế nhưng chả hiểu sao, đến tối muộn cũng chả có ai lên đón anh ấy cả. Em bảo anh cứ về đi, cầm theo cái gậy, nếu chúng nó quá đáng thì cũng có cái mà phòng vệ. Anh ấy bảo chúng nó đều có lê giấu trong người, sợ nó đâm. Em bảo để em ra nói chuyện với chúng nó. Anh ấy không ngờ là em dám ra thật. Có ba thằng cả thầy, đều gầy nhom, quần bò áo phông, đội lệch mũ lưỡi chai. Biện phì phèo thuốc lá. Chúng nó hỏi em là gì của anh ấy mà dám ra nói chuyện. Em bảo em là em họ. Các anh định phạt anh ấy bao nhiêu? Chúng nó đòi phạt năm chục. Cán bộ biết không? Ngày ấy một chiếc xe đạp chỉ có một trăm rưỡi. Đụng nhẹ vào chúng nó một tí mà đòi phạt anh ấy một phần ba cái xe. Khác gì cướp ngày. Em bảo anh ấy đã xin lỗi rồi. Nếu thích phạt thì cứ phạt em. Đừng có động vào anh ấy. Bọn nó cười khẩy giơ tay vút mai em bảo Em định lấy thân mình ra chuộc cho nó à Em tức quá bảo chúng nó rằng Muốn chơi quân tử thì từng người một đánh nhau với tôi Thua tôi thì đừng có phạt anh ấy nữa Chúng nó lại cười đều Rồi bất ngờ một thằng vòng tay ra đằng sau Ôm chặt lấy em Sốc hai tay em lên như hai cánh gà Hai thằng còn lại vẫn vờn em như vần chuột Em liền tung chân Đạp hai thằng bật ngờ ra đằng sau Rồi em cuột ngã nốt thằng thứ ba Chúng nó bật dậy rút lê ra định lao vào đâm em Em vồ đến một đứa, bè quạt tay ra đằng sau, đưa lên đằng trước làm bia đỡ bảo. Nếu chúng mày lao vào cùng một lúc, thì thằng này sẽ chết đầu tiên. Thằng bị em bẻ tay kêu oai oái. Con này có võ, con này có võ. Hai thằng kia có vẻ trùn, rồi một thằng nói. Thôi, mày thả nó ra đi. Bọn tao sẽ tha, không phạt thằng anh họ mày nữa. <laughs> Chuyện đi kỳ nhỉ? Thế là nảy sinh tình yêu giữa anh chàng giáo sinh kia và chị à? Tôi hỏi, từ hôm ấy hầu như ngày nào anh ấy cũng qua quán em ngồi. Ra trường anh ấy đi dạy ở trường cấp 3 ngày xưa em học. Thế rồi anh ấy đưa mẹ lên nói chuyện với bố em. Vậy là thầy giáo quyết định lấy học sinh cá biệt. Anh ấy bảo, nếu ai không biết em thì sẽ cho em là người xấu. Nhưng anh thì đã biết em quá rõ, anh thấy em là người phụ nữ tốt. Chà, lãng mạn thật. Nhưng có bao giờ chị tự hỏi học trò của ông xã sẽ nghĩ gì khi biết chị phải lên phường để xử lý hành chính đến cả chục lần. <laughs> em chả nghĩ gì cả, chúng nó mà láo thì em cũng đánh luôn. Đúng là Thái đã từng đánh cả học trò của chồng. Câu chuyện bắt đầu từ việc mấy học sinh cuối cấp không chịu nộp tiền học thêm cho chồng Thái. Đã thế và mùa ôn thi tốt nghiệp, chúng nó lại rủ nhau bỏ sang lớp khác học. Thái là người ngồi thu tiền nên nhớ rất rõ từng học trò của chồng. Thấy ba học sinh nợ tiền nửa tháng học mà không đi học nữa. Hỏi ra mới biết mấy đứa đã chuyển sang học thầy khác. Thái tìm đến tận nơi để đòi. Ba cậu học trò cứ khất lần khất nữa. Một lần Thái đi trở về qua lớp học thêm của họ, Thái đứng chờ. Khi lớp tan học, Thái giữ hai cậu lại, cho một cậu về nhà bảo người lớn mang tiền đến nộp. Cậu kia chạy về gọi anh trai đến. Anh ta không những không trả tiền thiếu nợ học phí của em, mà còn ca khịa với Thái. Thế là Thái đập nguyên cả cái làn vào mặt người anh của cậu học trò. Ba cậu học trò lao vào giữ Thái. Người anh được thể lao vào đánh Thái. Thái điên tiết với cái ghế băng của hàng nước gần đấy, đập cho cả bốn người một trận tơi bời. Người nặng nhất bị dặn xương cánh tay, phải đi bó bột. Lần đó Thái bị phường gọi lên, bắt viết tờ trình, cam kết bồi thường và ký vào biên bản sự phạt hành chính. Tôi hỏi, thế có đòi được tiền thiếu nợ học phí nữa không? Thái đáp tỉnh bơ. Có chứ, em trừ vào tiền bồi thường cho chúng nó, vẫn phải bỏ ra thêm vài trăm nữa cán bộ ạ. Qua câu chuyện với nữ phạm nhân tiên Thái, tôi cứ có cảm giác chị ta có một cuộc hôn nhân khập khẩn thế nào đó. Chồng là thầy giáo dạy toán cấp 3, thư sinh, mảnh khảnh, trìn chu và mô phạm. Vợ thì tập võ từ nhỏ, học không xong cấp 3, to con, thích chuyện bao đồng, ngứa mắt là ra tay không ngần ngại. Sau lần Thái đánh mấy học sinh của chồng, cả trường cấp 3 xì xào bàn tán về sự côn đồ lỗ mãng của Thái. Tưởng rằng chồng Thái sẽ rất giận vì mất mặt với đồng nghiệp, ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín nhà giáo. Nhưng anh ta chỉ bảo Thái, lần sau có chuyện gì liên quan đến anh, thì để anh giải quyết. Em nóng tính, đừng xía vào, hỏng hết mọi chuyện, việc bé xé ra to, rất mệt. Chồng Thái còn đưa vợ lên phường đột phạt và nói khéo với họ, giải quyết nhanh cho xong chuyện. Vậy là họ đã sống bên nhau khá ổn như một cặp đôi trời cho, dẫu không tương đồng nhưng có vẻ bền chặt khi lắp ghép vào với nhau. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng Thái thuê một gian tập thể cấp 4, vừa ở uh, vừa làm chỗ dạy thêm của chồng. Thái bán hàng nước ngay cửa nhà, vừa trông xe cho học sinh, vừa thay chồng thu tiền học phí của học trò. Nếu cứ thế mà sống thì cũng qua ngày, nhưng khi có con thì Thái bắt đầu thấy cuộc sống có phần bí bách và túng quẫn đồng lương nhà giáo còi cọc cùng tiền dạy thêm của chồng không đủ chi trả cho bốn miệng ăn hàng nước của thái chỉ nhặt nhạnh bạc lẻ thu nhập cũng trả được bao nhiêu thái sinh được hai đứa con gái trước trai sau thằng bé nhà thái giống mẹ cơ thể mập mạp ăn luôn mồm không biết no vì đói nên thằng bé háu ăn đi đến đâu cũng chỉ sáng mắt lên vì chuyện ăn và mâu thuẫn bắt đầu xảy ra giữa thái và gia đình hàng xóm ở gần đấy nhà hàng xóm này có một cây roi rất sai quả con trai thái cứ dình lúc nào họ vắng nhà hoặc đi ngủ là trèo rào vào vặt và trộm roi ăn một hôm họ bắt được con trai thái họ đánh thằng bé thái xót con sang nhà họ bảo nó ăn hết bao nhiêu tôi trả tiền sao lại đánh con tôi họ bảo con trai thái nhận là đã nhiều lần trèo vào ăn trộm của họ nếu tính ra thì phải ăn tới mấy bao roi rồi họ đã hỏi nó là muốn đền hay ăn đòn Thằng bé nghĩ là có thể nhịn đau được nên nhận chịu đòn. Họ cũng chỉ tát cho mấy cái để cảnh cáo, chứ không gây đau đớn hay nguy hiểm gì. Lời qua tiếng lại, con trai nhà hàng xóm xông ra tát Thái. Thái điên lên, vớ được cái xẻng để dưới gốc cây roi, đập cho con nhà họ rách mặt, phải đi viện. Thế là Thái lại phải lên phường, bị giữ ở phường một đêm, mỗi đốt sưng mặt. Thái thấy thấm thía cái nghèo, nó đi với cái hèn như thế nào. Chồng Thái mang cơm vào cho vợ, Thái bảo, Lần này về em phải kiếm tiền Em phải làm, em làm cái gì cũng được Hễ ra được tiền thì thôi Sau tiền sự ấy Thái về ngồi nghĩ xem Làm cách gì ra tiền Để lo cho con ăn uống đầy đủ Khỏi phải mò vào nhà người ta ăn trộm Nghĩ mãi không ra cách nào Thái nhìn sang những nhà giàu xung quanh xem Vì sao họ giàu Người giàu vì làm quan chức Người giàu vì có tay nghề Người giàu vì buôn bán Người giàu vì học giỏi Người giàu vì có dòng tiền ngoại hối từ nước ngoài chảy về. Thái không giống họ và không thể làm giàu như họ được. Cuối cùng Thái thấy có một nhà giàu vì họ chưa chấp đánh bạc. So với chưa chấp gái điếm thì chưa chấp đánh bạc có vẻ lương thiện hơn. Ở đó yếu tố canh giữ an toàn là chính. Với sức bóc của mình, Thái thấy việc ấy có vẻ phù hợp. Hôm sau, Thái thuê thêm một gian nhà cấp 4 khác ở cuối dãy, cho các con bạc vào đó đánh. Ngoài việc thu tiền hồ, Thái còn bán đồ ăn thức uống cho họ. So với bán mấy cái bánh kẹo trước đây cho đám học sinh đến học thêm của chồng, Thái bán đồ ăn uống cho đám đánh bạc, quả thật thu tiền sướng tay. Cái tiếng côn đồ hào hán của Thái Lai cũng giúp cho các con bạc yên tâm hơn khi tìm vào xóm nghèo khuất nẻo đó để sát phạt đỏ đen. Chồng Thái tỏ vẻ không thích, nhưng Thái bảo, từ nay tôi không dùng tiền của anh nữa, anh kiếm được bao nhiêu cứ để tiết kiệm, sau này mua nhà, còn tôi sẽ kiếm đủ ba bữa ăn tươm tất cho cả gia đình và chị đã phải ra tòa lần đầu tiên để rồi nhận án treo vì tội tổ chức đánh bạc tôi hỏi thái lắc đầu em bị bắt không phải vì chuyện đánh bạc mà vì đánh nhau với bọn cướp chiếu bạc cướp chiếu bạc thái gật đầu rồi kể sau một thời gian mở chiếu bạc trong nhà các con bạc rủ nhau đến đánh khá là đông chỉ là đánh bạc kiểu nhà quê thôi như ba cây phòm sóc đĩa chứ không phải như mấy giới bạc chuyên nghiệp. Hai gian nhà cấp 4, có hôm đông, cũng bày được tới 4 chiếu. Em theo dõi để thu hồ, đánh qua bữa thì em cung cấp đồ ăn. là đấy có một thằng gặp vận đen, chỉ định đánh vui vui thôi, nhưng sau một ngày chơi bài, nó thua sạch, tiền mặt đâu hơn ba chục triệu gì đó, cả dây chuyền đồng hồ, vài tờ đô trong ví cũng đem ra đổi nốt. Nó là tài xế xe tải của một công ty tư nhân, mấy chục triệu nó cầm theo là tiền hàng của chủ Sai bạc, nó nướng hết rồi. Đến khi tỉnh ra thì toát mồ hôi hột, sợ đến xón đáy. Nó đi ra đằng sau nhà, vỗ nước lên mặt, rồi cầm con dao phay, quay lên, cướp lại số tiền bị thua. Nó cho hết tiền vào chiếc túi, rồi một tay cầm dao, một tay cầm túi tiền, đi giật lôi ra cửa. Em nấp ngoài cửa, đánh cho nó rơi dao, rồi giật lại túi tiền. Trong lúc vật nhau, nó đã nhặt được con dao, và chém thẳng vào người em, em phải lăn mấy vòng mới tránh được dao của nó rồi em lấy được cây gậy vẫn dùng để phòng thân em đập nó gãy tay cầm dao và gãy một xương sườn mọi người cùng ùa vào đấm đá nó nữa và công an họ đến đưa tất cả lên đồn ngày ấy tội đánh bạc chưa bị xử nặng như bây giờ em bị khép tội cố ý gây thương tích nhưng có hai tình tiết giảm nhẹ là bị kích động trước sự vi phạm pháp luật của người khác và phòng vệ chính đáng thế tòa cho em hưởng án treo nghe ra thì con đường dẫn đến các tiền án tiền sự của thái lai đều xuất phát từ một động cơ tạm gọi là nghĩa khí và nếu chỉ nghe thái tâm sự thì chị không có cái tâm xấu nhưng việc chị làm chỉ là để kiếm sống thiên hạ người ta cũng làm đầy cả ra đấy có sao đâu còn những cơn nóng giận của chị chỉ bốc lên vì thói xấu của người đời vì thiếu công đạo tôi nói với thái cái án treo ấy không làm chị phải bình tâm lại mỗi khi muốn ra tay giải quyết chuyện bao đồng à thái im lặng có lẽ thái cũng đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi ấy mà không thể trả lời được cái tính thái nó thế rồi ngày còn nhỏ bố đánh cho nhiều trận cũng vì cái tính ấy sau này thầy cô nhắc nhở đến khi lấy chồng thì chồng cũng nhiều lần khuyên can đừng xía vào chuyện của thiên hạ ngay cả đến đứa con gái lớn cũng từng nói với thái là không nên quan tâm đến chuyện của người khác nhưng thái mà làm theo lời khuyên của tất tần tật những người nói trên thì Thái không phải là Thái nữa. Và Thái cũng không phải vào trại giam này, khoác áo tù 6 năm, để tôi có dịp xếp chị ta vào loại phạm tội vì tính cách, chứ không phải vì tình hay vì tiền. Cái án cố ý gây thương tích ấy, sự thể là thế nào? Chuyện cũng chả đâu vào đâu. Sau sự cố bị cướp chiếu bạc, Thái không chứa bạc nữa. Có ti vốn rồi, Thái đi buôn nhà, buôn đất. Gọi cho ai là buôn đất, bất động sản, chứ thực chất là Thái cơ mua đi, bán lại. Lãi, lại mua nhà để đấy. Người để ra người, chứ đất không để ra đất. Càng để càng lên giá. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Thái có vài chục tỷ trong tay. Đáng lẽ đã giàu rồi, thì Thái điểm đạm hơn, quý phái hơn, nữ tính hơn. Thái cũng đã có lúc nghĩ là mình sửa được cái tính bao đồng lỗ mãng rồi. Nhưng một hôm, có người bạn học, cùng từ thừa cấp 3 đến nhờ thái chỉ cách bán giúp một ngôi nhà. Người bạn Thái chào bán ngôi nhà đó 4 tỷ đồng. Thái bảo bạn yêu cầu người mua đặt cọc 500 triệu, nhưng người mua sẵn sàng đặt cọc 1 tỷ. Hai bên thỏa thuận đến ngày ấy tháng ấy phải giao nốt tiền và nhà, nếu không bán nữa thì bạn Thái phải trả gấp đôi tiền cọc, nếu không mua nữa thì bên mua mất tiền đặt cọc. Những người mua bán nhà một lần trở lên đều biết cái thỏa thuận mang tính phổ biến này. Nhưng sau khi đặt cọc, thì giá nhà đất bỗng sốt lên. Ngôi nhà 4 tỷ ấy có người trả tới 6 tỷ, 7 tỷ, thậm chí 9 tỷ. Bạn Thái hoa mắt, không muốn bán nữa, sẵn sàng chấp nhận phạt gấp đôi tiền đặt cọc cho bên mua. Nhưng bên mua không chịu, mà thuê đầu gấu đến. Dùng xích và khó chủng khóa đặc trùng khóa cửa ngôi nhà lại, họ đưa ra yêu cầu. Một là giữ ngôi nhà đó, không cho bán. Hai là để họ thanh toán nốt tiền, rồi dọn vào ở bạn Thái lại chạy đến nhờ Thái xem có cách nào giải quyết không. Đáng lẽ Thái khuyên bạn đến đưa vụ việc ra chính quyền, nhưng cơn bốc đồng nổi lên, Thái tự thuê người đến phá khóa. Thái muốn chứng tỏ rằng nhà của bạn Thái là nhà có chủ, chứ không phải muốn làm gì thì làm, rồi sau đó sẽ đưa ra phường ra quận, ra tòa án giải quyết theo như tinh thần đã thỏa thuận trong nguyên bản đặt cọc. Thái vừa đụng đến chiếc khóa đặc trùng ấy thì mấy thằng đầu gấu được bên mua thuê lao vào, túm tóc, lôi đầu Thái ra. Thái đã tả sung hữu đột với bọn đấy một trận tưng bừng. Kết quả là một thằng bị Thái đâm lòi ruột, một thằng bị Thái vặn gãy tay, bản thân Thái cũng bị xây sát nhẹ. Và thế là, với cả chục tiền sự trước đó, cộng với án treo chưa xong, lần này tòa đành phải kêu án tù cho Thái thôi. Chúng ta vừa nghe câu chuyện về một người nữ phạm nhân có võ công và đã từng à chứa chấp đánh bạc. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp một câu chuyện về một nữ phạm nhân thích đánh bạc. Với phương pháp 3T, tôi đã có cách phân loại phạm nhân nữ theo kiểu riêng của mình. Ngoài các phạm nhân phạm tội vì tình như nữ giám đốc Trang, cô thôn nữ miền, hồng ô xin, hà tóc, có phạm nhân phạm tội vì tính cách ấy tạo nên số phận ấy như nữ sinh thanh lịch duyên mỹ trột thái lai luyến còn có những nữ phạm nhân nào vì chữ t thứ ba tức là tiền mãn cơm tù ở nhà giam ngày ngày bóc lịch ngóng nhìn bầu trời tự do qua khung cửa hẹp câu trả lời là nhiều thậm chí rất nhiều với rất nhiều lần ra vào các trại giam cả quân đội lẫn dân sự tôi thường bị ám ảnh bởi hai loại phạm nhân đó là trẻ em và người già. Phạm nhân dưới 18 tuổi, được gọi là phạm nhân vị thành niên. Trong trại giam thường gọi vui là đám tiểu yêu. Tôi đã có nhiều ghi chép về họ. Kẻ ám ảnh của tôi trước đám tiểu yêu này là sự thương xót, đôi khi phẫn nộ. Nhưng sau hết vẫn là chút niềm hy vọng ở sự hoàn lương của họ. Cuộc đời họ còn dài, sức trẻ của họ dễ biến họ thành quỷ sứ vì sự bồng bột, nhưng cũng dễ giúp họ thoát khỏi con đường xấu để bứt phá trở thành những người có ích cho xã hội sau này. Còn cái ám ảnh của tôi trước những phạm nhân ở độ tuổi cổ lai hy thì quả thật khó diễn tả thành lời. Ở họ như có một chút gì đó tạm gọi là nghiệp chướng. Cả một đời người sống ngoài xã hội với tuổi trẻ, sức lực và sự ưu thời mẫn thế thì không sao. Nay cuối đời, sức tàn lực kiệt mà lại mang thân tù tội thì có phải là sự đầy đọa khủng khiếp của tạo hóa hay không? Nhân vật mà tôi muốn nhắc tới trong bài viết này là một bà lão đã ngoài 70 tuổi. Bà tên là Nhâm, phạm tội giết người. Do tuổi cao, sức yếu, nên lão phạm nhân được ban giám thị trại ưu tiên xếp cho làm công việc chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên của phân trại nữ. Khi nghiên cứu hồ sơ về lão bà bà này, tôi lưu ý đến chi tiết bị cáo ra đầu thú. Sau khi vụ án xảy ra được 6 tháng, như vậy với 180 ngày trôi qua, cơ quan điều tra đã gần như là bó tay trước việc truy tìm hung thủ giết người bà nhâm hẳn phải có tay nghề cao như thế nào mới che mắt được thiên hạ nếu bà ta không ra đầu thú thì liệu vụ án có ra được ánh sáng và nạn nhân có ngậm cười nơi chín suối bởi cái chết tức tưởi nơi đáy giếng không bà nhâm sống ở một thị trấn vùng trung du cùng hai vợ chồng người con trai cả bước vào tuổi bảy mươi bà được hàng xóm láng giềng liệt vào hàng người cao tuổi và sống một cuộc sống yên ổn với con cháu cùng sự tôn trọng của xã hội dành cho các cụ già nhưng bà lại thấy trong lòng luôn luôn không yên ổn bởi những con số có ma lực chỉ xuất hiện vào lúc thị trấn lên đèn bà làm quen với số đề mới gần một năm trở lại đây bắt đầu từ chính cậu cháu trai làm công nhân ở một nhà máy giấy Cậu cháu này thường hỏi đêm qua bà mơ gì, để suy ra số mà đánh đề. Tôi ra khó ngủ, mơ mộng triền miên, đêm nào chả có giấc mơ để kể cho cháu nghe. Vài ba lần kể giấc mơ, tưởng chuyện cũng vui vui thôi. Ai ngờ chiều tối đi làm về, cậu cháu phấn khởi khoe bà là đã trúng con đề này, được con lô kia. Tìm hiểu ra bà nhâm thấy cái chuyện đánh đề cũng hay hay. Một đồng ăn 70 đồng thì buôn gì cho lại, bán gì cho ra Hôm ấy thằng cháu bà lại hỏi đêm qua bà mơ gì. Bà nhân bảo đêm qua mơ khâu miếng vá vào quần cho ông. Thấy mình bị kim tiêm đâm vào tay. Thằng cháu mở quyển sổ ra xem rồi bảo. Kim đâm vào tay thì đánh con bảy tám. Nói xong nó đi làm. Bà nhân ở nhà cứ suy nghĩ mãi về cái con số bảy mươi tám. Bà có ít tiền trong túi, lúc nào cũng lận bên người đây. Bỏ ra vài đồng mua cái con bảy mươi tám ấy nếu trúng được thì gấp 70 lần, sướng quá. Còn nếu không trúng, thì cứ coi như đánh rơi tờ bạc lẻ có đáng gì đâu. Tự an nổi mình như vậy, rồi bà nhâm mò ra con mẹ ghi đề ở đầu ngõ, mua con đề 78 với giá 10.000 đồng. Cầm tờ tích kê ghi con số 78 với chữ kỹ lằng nhằng của con mẹ bán đề về nhà. Bà nhâm cứ đi ra đi vào, mong cho trời mau tối, để thằng cháu về hỏi xem đề đổ bao nhiêu. Cuối cùng thì cũng đến giờ thông báo kết quả sổ số. Thằng cháu vừa từ nhà máy về, bà đã hỏi nó. Hôm nay để đổ bao nhiêu? Thằng cháu xị mặt gian lầm bầm. Cháu mãi làm quá, quên mất không đánh. Để hôm nay về đúng như giấc mơ của bà. Bảy tám, thế mới đen chứ. Bà không tin vào tay mình, tưởng thằng cháu đùa. Nhưng nghĩ kỹ lại, xưa này có ai biết bà đánh đề đóm gì đâu mà trêu vết chọc. Bà hỏi lại, đổ bảy tám thật à? Thằng cháu vừa thay bộ quần áo công nhân ra, rũ phành phạch, vừa bảo Cháu đang tiếc đứt ruột đây, hơn tháng nay cháu toàn thua, hôm nay được ông trời cho ăn thì lại không biết đường mà đánh, chán quá. Lúc ấy bà Nhâm mới móc tờ tích kê ghi đề ra bảo Thế như này là bà trúng rồi hả? Thằng cháu nhìn con số 78 trong tay bà, gật đầu liên hồi. Đúng rồi, bà trúng rồi, xem nào, 10 ngàn là được 700 ngàn, bà để cháu ra lấy tiền cho, rồi bà cho độc cháu 200 nhé. Lần đầu tiên chúng đề, bà nhâm sung sướng vô cùng. Được 700 ngàn, nhưng còn sướng hơn là nhặt được cả cây vàng, vì nó là kết quả của cả quá trình chờ đợi mòn mỏi. Bà bảo với thằng cháu bà đánh vui thế thôi, chứ bà trả ham cái món này. Dính đến tiền, bà cứ sợ sợ thế nào ấy. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ vài tháng sau, bà Nhâm trở thành con nghiện đề lúc nào không biết. Bà xin thằng cháu quyền sổ ghi chép cách giải mộng. Ở trong đó có hàng trăm giấc mơ được giải mã thành các con số cho dân chơi lô đề. Đổi tiền trăm lấy tiền triệu. Nào là trứng vịt thì là 00, con cá trắng là 01, 41, 81, con ốc là 02, 42, 82, con vịt hoặc xác chết là 034383 con câm là 04, 44, 84, con cọp là 064686 con trâu là 094989. Con chó là 115191. Con bướm là 195999. Rồi sang đến cả con người, như Thúy Kiều là 2161, thần linh như ông Táo là 4080. Cuốn sổ ghi chép nhỏ đó là vật quý bất ly thân của bà Nhâm. Sáng nào tỉnh dậy bà cũng ngồi nhớ lại xem, đêm qua mơ thấy gì, rồi mở sổ ra tra có nhiều giấc mơ của bà cuốn sổ không giải mã được. Thế là bà lại ra hàng nước đầu xóm hỏi, rồi về ghi tiếp vào sổ. So với vài trăm con số của thằng cháu đưa cho bà, chỉ mấy tháng sau bà đã bổ sung các mã giải giấc mơ lên đến cả ngàn các cặp số. Và bà cũng trở thành tay đánh đề nổi tiếng cả xóm nhỏ ven chân núi. Khi chúng đề, bà mua được cả tivi và tủ lạnh. Lần ấy bà mơ thấy rồng bay, bà đến đánh 2666 mỗi con 200 ngàn. Tối hôm ấy để về 26, bà được 14 triệu. Bà đã quyết định mua sắm hai món đồ quý cho nhà thằng con trai trưởng. Nhưng chỉ có mỗi lần ấy là bà trúng nhiều nhất thôi. Còn sau này, càng đánh càng không trúng. Con trai bà cũng nhiều lần khuyên mẹ không nên mê mải với cái thứ cờ bạc đỏ đen đấy. Nhưng bà bỏ ngoài tai, cứ lặng lặng nuôi giờ thích, giữ lửa đam mê cho riêng mình và cái khoản tiền chất chiêu dành dụng của bà Nhâm cứ thế mà vơi dần. Bà hứa với thằng cháu khi nào lấy vợ, bà sẽ cho hai chỉ vàng để lấy vốn ra ở riêng. Nhưng cái nhẫn hai chỉ của bà đã hóa giá để nướng vào số đề từ lâu rồi. Bà hứa với cháu bà không thể không thực hiện, nhưng tiền ở đâu ra để mua lại cái nhẫn hai chỉ tặng cho cháu bây giờ. Trong khi đó thì cái đám cưới của đứa cháu đang ngày một đến gần chỉ còn cách là cầu mong ông trời thương tình cho bà một giấc mơ thật rõ nét để bà mở cầm nang ra cha số đánh bạch thủ một con thật đậm gỡ gạc lại tất cả những gì đã bốc hơi khỏi người bà nhưng càng đánh thì càng không trúng và bà đã nghĩ đến chuyện phải đi ăn cắp của người khác tôi hỏi bà nhâm lão bà bà cúi đầu kể trong tiếng nấc nghẹn ngào hôm ấy tôi mơ một giấc mơ rất rõ về con rắn con rắn ấy bỏ từ dưới sông lên chui vào trong chăn ngủ cùng với tôi sáng ra trà sổ được hai số là 32 và 72 nhưng tôi không còn một đồng nào trong người tôi vẫn thường bán ve chai đồng nát nên tôi nảy ra ý định lấy cái nồi luộc bánh trưng của nhà hàng xóm bán may ra được 300 ngàn nếu đánh mượn có 100 ngàn mà trúng thì quá tốt chúng tôi ở vùng chân núi nên nhà cửa thông thống sân vườn liền kề chả có hàng rào che chắn gì cả tôi sang nhà hàng xóm ra phía sau bếp gỡ cái nồi ra định mang đi thì thằng bé con 10 tuổi nhà ấy hôm đó lại bị ốm, không đi học, nằm trong nhà nhìn thấy, chạy ra giữ tôi lại. Tôi với nó giằng co, rồi tôi đẩy nó ngã xuống giếng. Tôi cũng vứt cái nổi lại, không dám lấy nữa, vội vã bỏ về nhà. Và thằng bé đã chết. Bà nhâm gật đầu. Hôm sau bên nhà hàng xóm làm ma cho thằng bé, tôi sang viếng nó. Nhìn cái hành nó mà tôi ngã gục xuống, không đứng dậy được. Sau đó tôi thường mơ thấy nó, lần nào nó cũng lăn xả vào cắn tôi rất chi là hung dữ tôi sợ toát mồ hôi nhiều đêm tỉnh dậy không dám ngủ lại và đấy là lý do khiến bà ra đầu thú bà nhâm lại gật đầu tôi hỏi thêm câu cuối cùng từ ngày vào trại bà còn mơ thấy đứa bé về cắn bà không bà nhâm lắc đầu hết rồi bây giờ tôi ngủ ngon rồi tôi rất sợ ngủ mơ tôi sợ hãi và chán ghét những giấc mơ lắm rồi Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết một vài câu chuyện về những người phụ nữ phía sau song sắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo nữa. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.